Kính thưa quý khán thính giả người Việt khắp nơi, hôm nay là ngày 19 tháng 8. Cộng sản Việt Nam vẫn gọi ngày 19 tháng 8 là cách mạng mùa thu, cách mạng tháng 8, vân vân. Nhưng sự thật, 19 tháng 8 hay 2 tháng 9 có ý nghĩa như thế nào? Chúng tôi gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Hoàng Bùi. Bài viết nói về đôi dòng về cách mạng tháng 8 và ngày 2 tháng 9 như sau. Trước kia trong sách lịch sử, kể cái sách giáo khoa, ngày 19 tháng 8 được gọi là ngày cướp chánh quyền, sau này sửa lại thành ngày giành chánh quyền. Về sau nữa thì sửa lại thành giành chánh quyền về tay nhân dân. Và trong sách giáo khoa lịch sử, ý nghĩa cơ bản của cuộc cách mạng tháng 8 được ghi nhận. Thứ nhất là lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm. Thứ hai, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm. Thứ ba, đập tan ách phát xít Nhật. Thứ tư, giành chánh quyền về tay nhân dân trở thành chủ nhân đất nước. Để hiểu rõ sự giành này, hãy thử nhìn lại lịch sử trước và trong những ngày tháng 8. Sau khi quân Nhật triệt hạ quân Pháp tại Việt Nam và muốn Việt Nam trở thành đồng binh sau chiến tranh, Nhật đã tuyên bố trả độc lập cho Việt Nam. Và Việt Nam đã thành lập chính phủ quân chủ lập hiến do ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng. Thể chế quân chủ lập hiến này tương tự như thể chế của Nhật hiện tại. Ngày 11 tháng 3, Vua Bảo Đại ra tuyên cáo Việt Nam độc lập, hủy bỏ cái hiệp ước Paternotte năm 1884 ký với Pháp, khôi phục chủ quyền đất nước. Như vậy, vào thời điểm này, chế độ phong kiến quân chủ đã bị xóa bỏ trên đất nước Việt Nam và sự đô hộ của Pháp cũng không còn. Vì thế, việc xóa bỏ chế độ phong kiến quân chủ không có công của Việt Minh, đồng thời việc lật đổ sự đô hộ Pháp cũng không có công của Việt Minh. Ngày 17 tháng 8, chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức meeting để chào mừng độc lập. Ngày 19 tháng 8, hưởng ứng lời kêu gọi mừng độc lập, nhân dân hàng chục vạn người đã nô nức kéo về Hà Nội đứng đầy quảng trường. Lực lượng Việt Minh đã cho người trà trộn, phát cờ đỏ sao vàng cho người dân, đồng thời dùng vũ lực để cướp diễn đàn, hạ quan kỳ và treo cờ đỏ sao vàng lên, kêu gọi nhân dân ủng hộ Việt Minh. Trong sách giáo khoa lịch sử còn ghi, cuộc meeting nhanh chóng biến thành cuộc biểu tình cướp chánh quyền. Cho dù cướp hay giành, thì đó cũng là hành động chiếm lấy một cách bạo lực cái thứ vốn mà không phải là của mình. Trước tình thế này, Nhật đề nghị giúp đỡ chính quyền Vua Bảo Đại để giáng hồi trật tự và ổn định tình hình. Nhưng Vua Bảo Đại đã từ chối. Ông nói một câu nổi tiếng: ta không muốn một quân đội nước ngoài làm đổ máu thần dân ta. Việc từ chối giúp đỡ từ lực lượng ngoại quốc để bảo vệ quyền lực của mình, tránh gây đổ máu cho người Việt, cho thấy Vua Bảo Đại đã rất coi trọng tinh thần dân tộc, đồng bào, truyền thống, một dòng máu đào hơn ao nước lã. Vì vậy, không thể nói là Việt Minh đập tan ách phát xít Nhật, cũng mà phải nói rằng Vua Bảo Đại và chính phủ của ông đã trói tay quân Nhật để nhường lợi thế cho người nhà của mình. Quả là gặp thời một tốt cũng thành công. Sau khi cướp chính quyền để củng cố tính danh, cái tính chính danh của mình, Việt Minh đã mời Vua Bảo Đại tham gia làm cố vấn tối cao và sau đó thì lựa thời cơ tống vua ra nước ngoài. Trong hồi ký của Vua Bảo Đại, ông cũng kể về những điểm này. Vậy là sau khi giành được chính quyền, và chính quyền đó có về tay nhân dân không? Có lẽ là câu trả lời đã rõ sau 70 năm. Đến ngày hôm nay, nhân dân Việt Nam vẫn chẳng có một chút quyền gì. Nhân dân Việt Nam không được bầu cử một cách thực sự, không được sở hữu đất đai, không có được quyền phúc kiến hiến pháp và những vấn đề hệ trọng của đất nước. Tất cả những thứ quyền căn bản đó không có, những điều khác chỉ là hảo quyền. Và vì vậy, cuộc cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân, cái cuộc cách mạng đó 70 năm qua vẫn chưa xong. Kính thưa quý vị, để chứng minh
cái phần kết luận của bài viết đó. Chúng ta hãy nhìn lại cái thời gian sau ngày Cộng sản đã cướp chính quyền như vậy và đến hôm nay hơn 70 năm. Thì Cộng sản Việt Nam đã làm gì? Bài viết của tác giả Nguyễn Tường Thụy với cái tựa đề Nhà nước cởi hiến pháp chiến với dân. Đó là sự thật. Bài viết như sau. Không phải bây giờ mà từ lâu nhà cầm quyền ở Việt Nam đã chà đạp lên pháp luật. Từ khi phong trào xã hội dân sự độc lập phát triển mạnh thì cái sự chà đạp rõ ràng hơn, lộ liễu và ngang ngược hơn. Tới mức mà bà Phạm Thị Thanh Vân, tức là bà Ngô Bá Thành, người từng giữ nhiều trọng trách trong hệ thống chính trị của chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phải thốt lên. Ở Việt Nam ta đã có cả một rừng luật, nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng. Nhiều người hoạt động bị đánh đến trọng thương, tàn phế. Kẻ thủ ác giấu mặt có, công khai có, bằng chứng có, nhưng chỉ biết chịu đau đớn, tự chữa trị vết thương, chấp nhận thương tật và tiếp tục công việc của mình, cống hiến nốt cái sức tàn cho công cuộc chấn hương đất nước và nòi giống. Những nạn nhân hàng đầu của việc hành xử phi pháp có thể kể ra như Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, Trương Văn Dũng, Nguyễn Chí Tuyến, Lã Việt Dũng, Trần Bang, Phạm Đoan Trang, Trần Thị Nga và cả những người dân quan như Trịnh Bá Tư, Trần Ngọc Anh, Trần Văn Sang, vân vân. Đó là những người bị đánh gây thương tích rất nặng, thậm chí tàn phế, còn nhẹ hơn thì phải kể ra là hàng trăm. Điều cay đắng nữa là khi ra tòa lại là những người trong số đó với di chứng của những trận đòn thù đi lại không vững, chứ không phải là những kẻ đã đánh đập họ. Tuy nhiên, bước đột biến về cái sự xé bỏ pháp luật có thể tính từ đợt biểu tình chống luật đặc khu và luật an ninh mạng. Nếu như trước đây, sự đàn áp được nhận xét là nhờ cầm quyền đã chà đạp lên hiến pháp, thì từ ngày 17 tháng 6 năm 2018, tuần biểu tình thứ hai, phải dùng cái chữ là cởi hiến pháp. Lần đầu tiên, người biểu tình bị xử tù, và con số đó tiến thẳng tới hàng chục, chứ không phải là bắt đầu từ con số 1. Khi đi dứt bỏ hiến pháp để chiến với dân thì nhà cầm quyền nắm chắc phần thắng. Vì họ được tổ chức chặt chẽ, quân đông, công cụ tinh vi và trớ trêu thai là sức mạnh ấy lại được nuôi bằng tiền của phe kia. Còn phe dân, tay không, chỉ biết dựa vào pháp luật, mà pháp luật lúc này không được phe cầm quyền thừa nhận. Kết quả là hàng trăm người bị bắt làm tù binh, hàng chục người phải vào tù. Người sưng dù mặt mũi, người gãy đến ba cái răng, có người vì uất hận mà nuốt cả răng trộn máu vào trong ruột. Tức là một cuộc đấu không theo cái hạng cân, không có trọng tài và đầy tính man rợ của chất rừng rú. Nếu bình đẳng, nếu có pháp luật, có lẽ phải đi làm trọng tài thì kết quả sẽ đảo ngược. Phe cầm quyền thua là điều không có gì phải bàn cãi. Chẳng thế mà nhiều người đã thách và cầm quyền là tôn trọng pháp luật. Và đương nhiên là họ không bao giờ dám chấp nhận. Theo đà cởi hiến pháp, nhà cầm quyền đẩy tội ác của họ lên nấc thang mới, khốc liệt hơn, tàn bạo hơn, bằng hai sự kiện diễn ra chưa đầy 24 giờ. Tối 15 tháng 8 2018 là phá buổi live show của Nguyễn Tính, và sáng 16 tháng 8 là kết án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù và 5 năm quản chế. Đêm hát của Nguyễn Tính chỉ hát nhạc vàng, không trình diễn bài nào của Diệt Khang, Trần Vũ Anh Bình hay Nguyễn Đức Quang, Trúc Hồ, mà bảo là chọc giận họ. Vấn đề ở đây không phải là nội dung thế nào, mà đơn giản là sự có mặt của những người
họ sợ. Cho hát thì được hát, không thích thì phá, thế thôi. Không có lý lẽ, không có điều khoản pháp luật nào ở đây. Nhiều người bị đánh và bắt đi. Trong đó, ba người bị đánh tàn bạo nhất là Nguyễn Tính, Phạm Đông Trang, Nguyễn Đại. Cả ba người bị đánh đi đánh lại nhiều lần, bầm dập toàn thân, đi không nổi, máy tính, điện thoại, thẻ ATM, tiền, giấy tờ bị tước đoạt. Đoan Trang bị đưa đi thẩm vấn rồi đi bệnh viện cấp cứu. Tác giả của quyển Chính trị bình dân bị chúng dồn tất cả lòng căm thù, đánh cô, đánh nát cả cái mũ bảo hiểm. Nguyễn Tính và Nguyễn Đại bị trói, bịt mắt, đưa đến Củ Chi rồi thả mỗi người một nơi lê lết giữa đồng không mông quạnh. Để không biết được phương hướng và khó tìm được sự giúp đỡ. Tóm tắt là như vậy. Còn lời kể của nạn nhân và những người chứng kiến nghe thật rùng rợn, cho thấy tội ác của công an Sài Gòn, công an Hồ Chí Minh đã quá ghê tởm. Vụ này làm ta liên tưởng đến vụ Nguyễn Trung Tôn bị bắt ở Ba Đồn, Quảng Bình. Anh bị mật vụ thay nhau đánh đập trong nhiều giờ rồi đem dứt ở một khu rừng thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi đã lột sạch từ tài sản cho đến quần áo của anh, có phải đây là kiểu khủng bố đã được đưa vào giáo trình hoặc được phổ biến trong ngành công an để học tập? Còn vụ thứ hai xảy ra vào sáng hôm sau tại Nghệ An, xử ông Lê Đình Lượng. Trước đây mức án cao nhất chụp lên cuộc đời tù nhân lương tâm dừng lại ở cái con số 16 năm tù giam. Đó là trường hợp của Trần Quỳnh Duy Thức. Năm 2017, dư luận phẫn nộ bởi các bản án tới 9 và 10 năm đối với hai người phụ nữ đang nuôi con nhỏ là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga. 12, 13 năm đối với Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng. Tới năm 2018, trong vụ đại án của Hội Anh Em Dân Chủ, dư luận tiếp tục phẫn nộ với bức án quá nặng 11, 12 và 15 năm. Thế rồi đến vụ án Lê Đình Lượng, kỷ lục về cái mức độ tàn bạo đã nâng lên bước nhảy vọt 20 năm tù giam. Cũng như các vụ án tù dân lương tâm khác, Lê Đình Lượng bị quy chụp hết sức tùy tiện, bừa bãi với các tội rất vớ vẩn như có tình cảm với Việt Tân, ca ngợi Việt Tân, sử dụng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền. Trong khi đó, so với nhiều trang Facebook khác, trang Lỗ Ngọc lại là trang ít người biết tới và nói năng khá chừng mực. Có khi vài ngày, anh mới viết một cái status dài dòng hoặc chia sẻ một bài viết với mấy lời bình kèm theo. Cái lối làm việc tùy tiện của hội đồng xét xử là kết luận hành vi lật đổ của Lê Đình Lượng chỉ dựa vào lời khai của hai nhân chứng. Đến khi hai nhân chứng phản cung tại tòa, tố cáo là bị tra tấn, ép cung, nên phải khai theo ý công an thì lập tức họ lôi hai nhân chứng đi và không bao giờ dám đưa trở lại với lý do không ai tin là người đau răng, người đau bụng. Về nguyên tắc xét xử, không được chỉ dựa vào lời khai để kết tội bị cáo, kể cái lời khai của chính bị cáo. Lịch sử xét xử đã từng ghi nhận Nguyễn Thanh Chấn buộc phải nhận tội giết người để lãnh án chung thân vì không chịu được tra tấn. Sau 10 năm ở tù mới được minh oan. Đó là một ví dụ. Còn phía tòa Lê Đình Lượng, nhân chứng đã tố cáo bị tra tấn, ép cung và rút lời khai, nhưng tòa vẫn kết tội cho bằng được mà chẳng có bằng chứng gì. Hơn thế, có lẽ do tức tối vì bị hai nhân chứng tố cáo và phản cung mà chủ tọa phiên tòa Trần Ngọc Sơn lạnh lùng tuyên 20 năm tù, mặc dù trước đó bên công tố đề nghị 17 năm. Được biết, trong suốt quá trình điều tra, Lê Đình Lượng giữ quyền im lặng. Ngay cả khi ra tòa, Lê Đình Lượng vẫn giữ thái độ im lặng và cười. Nghĩa là không có lời khai nào từ bị cáo, còn nhân chứng thì đã phản cung, tức là kết án một người mà không có bằng chứng gì.
những chỉ dấu trong thời gian gần đây cho thấy chế độ đang ở giai đoạn suy tàn. Nhà nước vốn không phải là một nhà nước pháp quyền mà càng ngày thiên về bạo lực. Lẽ ra xã hội rối ren, quan chức hủ bại, lòng dân không yên thì họ phải tìm cách chấn chỉnh hệ thống chính trị, sửa sang pháp luật, lấy đạo trị quốc tế để gây dựng lòng tin cho nhân dân, thì nhà cầm quyền lại làm ngược lại là tăng cường đàn áp. Việc tăng cường đàn áp là không có điểm dừng. Rồi đây có thể người hoạt động không chỉ bị thương tích mà còn bị tước đi tính mạng, không chỉ là 20 năm mà có thể án tử hình dành cho những người tranh đấu. Mục đích đàn áp của nhà cầm quyền là làm cho dân sợ, không dám phản kháng. Điều này ai cũng hiểu. Nhưng mục đích ấy có đạt được không? Và đạt được ở mức độ nào? Chỉ biết rằng, khi nhà cầm quyền gia tăng đàn áp, số người phản kháng lại càng đông hơn. Hàng vạn người biểu tình ở Sài Gòn, Nha Trang, Biên Hòa, Bình Thuận và ở nhiều tỉnh thành khác trong tháng 6 vừa qua, từ đâu ra? Có phải là sinh ra từ nỗi sợ hãi chăng? Sự sợ hãi không nảy ra hàng vạn người xuống đường như vậy. Nguyễn Tính, Đoan Trang, Nguyễn Đại vừa bị đánh đến bầm dập vẫn cười ngạo nghễ. Nguyễn Tính vẫn đàn hát cho Đoan Trang nghe. Hình ảnh tuyệt đẹp này cũng là câu trả lời. Rồi nụ cười của Lê Đình Lượng khi bị kết án 20 năm tù là hình ảnh mà nhà cầm quyền không bao giờ muốn nhìn thấy. Lịch sử loài người cho thấy không một chế độ nào có thể tồn tại lâu dài bằng bạo lực. Giết, nhân ngày Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội. Người giết, Nguyễn Tường Thủy.